lần mình bỏ nên con yên tâm nha. Chè bự nè, mở mắt ra coi cục bụng này, chưa? Khó xíu nha. Bố chở qua, bố đỡ dưới ha con. Thế nào con? Con Việt Nam vậy, biết đâu con qua nước ngoài cái nó hợp khí hậu con đỡ lên mụn. Chưa qua nước ngoài mà bị mụn vậy rồi ai lấy mụn cho con hả? Xem chị xoa xíu ha.
Nhà con có mấy con tự nằm mộng bảo hả? Ừ. Nói gì chơi vậy ta? Dạ không. Dạ. Chứ mà tắm thì nó bị tắm nó bị rụng ra hả? Dạ. Dạy rồi lâu mặt nó lên đỏ. Ừ. Có ngứa không con? Con ngứa mặt không? Ừ. Dạ không. Nhưng mà con có sử dụng sữa rửa mặt không? Vậy thôi để làm sao cho anh chịu hỏi chứ ngứa cổ lên cho cô chứ. Trong đây có thuốc tê không? Không sợ thì thôi để làm sao đấy. Hay là ông chịu khó xíu con ha, hơi thở sao chịu khó xíu, lâu quá không có lấy mụn quá trời đây.